Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại một số clip đáng chú ý đã được khán giả gửi đến trong tuần. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, công tác chống dịch COVID-19 đã có những dấu hiệu tích cực bởi sự vào cuộc của các bộ ngành trung ương và địa phương. Đặc biệt tại Đà Nẵng, cùng với cả nước, học sinh ở các bậc học ở Đà Nẵng đã chính thức bước vào tuần học đầu tiên của năm học 2019-2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, học sinh Đà Nẵng được ở nhà, gặp gỡ thầy cô giáo và bạn bè qua hình thức trực tuyến. Đây là biện pháp đối phó với dịch bệnh mà ngành giáo dục ở nơi đây đã trọng tâm để triển khai. Cũng tại Đà Nẵng thì mặc dù đã nới lỏng giãn cách xã hội, tuy nhiên thì Đà Nẵng vẫn quy định mỗi gia đình chỉ được đi chợ 3 ngày trên một lần. Nguyên nhân là do nơi đây luôn tấp nập người ra vào và rất dễ trở thành nơi bùng phát dịch trở lại. Khán giả Phạm Thùy Nga có số điện thoại 0975 3 số cuối 634 cho biết, thực tế thì chợ từng là nơi phát hiện của nhiều ca mắc COVID-19 trước đó. Trước những lo ngại này thì tâm dịch Đà Nẵng đang siết chặt việc đảm bảo an toàn cho người dân và tiểu thương tại chợ. Trong khi đó, tại một địa phương khác, những câu chuyện ấm áp tình người cũng thu hút được sự chú ý của khán giả xem truyền hình. Trong đợt thứ 5 tiếp nhận cách ly công dân về nước ở vùng dịch thì đây được xem là lần khó khăn nhất đối với cán bộ, nhân viên phục vụ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu. Bởi trong số 171 công dân thì có tới 44 phụ nữ mang thai và 15 trẻ em, trong đó thì có 8 trẻ em dưới 3 tháng tuổi. Đây là những công dân cần được chăm sóc đặc biệt từ sức khỏe đến chế độ ăn uống và nhu cầu khác. Tuy nhiên, nhờ sự làm tốt công tác chuẩn bị và trên hết là tinh thần vì nhân dân phục vụ của các chiến sĩ đã không chỉ đảm bảo tốt về mặt trong thời gian cách ly mà còn giữ lại những tình cảm, sự trân trọng trong lòng của các công dân. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp các clip được khán giả gửi đến chương trình. Tuần đầu tiên của năm học mới 2020-2021, học sinh lớp 1 tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố có tuần lễ làm quen qua mạng Internet. Giáo viên lựa chọn những nội dung, kiến thức, kỹ năng cốt lõi, cần thiết, hướng dẫn phụ huynh tổ chức giáo dục học sinh ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình nhằm chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng vào học lớp 1. Thông qua các trang Zalo của lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 cũng đưa những hình ảnh về trường, về quy định về sách vở, đồ dùng học tập để các em cảm nhận trước. Còn đối với lớp 2, 3, 4, 5, chúng tôi thực hiện ôn tập kiến thức và hướng dẫn tự học. Bên cạnh đó là chúng tôi cũng tổ chức để kiểm tra lại, đánh giá lại cho những học sinh mà kết quả của năm học vừa qua chưa đạt được. Hiện nay, việc dạy học trực tuyến trên địa bàn thành phố có nhiều thuận lợi do trước đó cả giáo viên và học sinh đã bước đầu làm quen với các phần mềm dạy học từ đợt nghỉ học dài ngày vào cuối năm học 2019-2020. Các trường học trên địa bàn thành phố dành thời gian chủ yếu của tuần học đầu tiên cho công tác ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh. Đầu tiên với giáo viên chủ nhiệm phải tiếp cận lớp, làm quen lớp và phối hợp với giáo viên bộ môn để hướng dẫn cho các em là các thao tác kỹ thuật vì học online. Thứ hai là thông qua cái phần mềm VNEDU của VNPT hỗ trợ thì chúng tôi đã được thiết lập cho một trang web riêng để cho học và thi cho trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Thoại. Và thông qua đó thì chúng tôi giao cho giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn là thiết kế lớp học. Tuy là lớp học online nhưng mà theo danh sách lớp học thực tế. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, chương trình học trực tuyến sẽ bắt đầu cho đến khi học sinh đến trường học trực tiếp. Những nhóm lớp, học sinh không thể học trực tuyến qua các ứng dụng phần mềm, nhà trường và giáo viên chủ nhiệm sẽ in bài giảng, bài tập, câu hỏi ôn tập gửi cho học sinh. Các trường chỉ tổ chức kiểm tra, đánh giá, lấy điểm khi học sinh đi học bình thường. Chợ Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà đã tiến hành lắp đặt buồng khử khuẩn tự động. Buồng khử khuẩn này có gắn thêm máy đo thân nhiệt tự động phía trước buồng. Tại chốt chặn chợ, người dân và tiểu thương sẽ đến trước buồng đo thân nhiệt tự động, sau đó vào buồng khử khuẩn khoảng 5 đến 8 giây, sát khuẩn toàn thân rồi mới vào chợ. Chợ Nại Hiên Đông là nơi đã xuất hiện ca mắc COVID-19. Việc tăng cường lắp đặt các trang thiết bị y tế như thế này tại chợ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch. Đây cũng là chợ đầu tiên lắp buồng khử khuẩn tự động. Chúng tôi là tư thương của chợ Nại Hiên Đông. Bây giờ chợ là ở chợ Nại Hiên Đông đặt cái máy tự động
đo nhiệt độ cũng tự động, nên chúng tôi vô là chúng tôi khử khuẩn, cũng có khử khuẩn nữa. Nên đó là chúng tôi yên tâm để vô chợ mà buôn bán hàng ngày cũng không sợ. Được Holy Thắng với dự án vì cộng đồng hỗ trợ cái máy đo thân nhiệt tự động và cái buồng xuất khẩn tự động thì chúng tôi thấy rất là thiết thực trong cái hoàn cảnh phòng chống dịch Covid hiện tại. Điều đó nó tránh cho nhân viên quản lý chợ và người đi chợ tiếp xúc trực tiếp với nhau, giảm thiểu được cái nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng và bà con đi chợ thì cũng yên tâm hơn. Và dự kiến trong thời gian tới chúng tôi đang kêu gọi tài trợ thêm các máy, các buồng sát khuẩn tự động cho các chợ Mân Thái và Phước Mỹ là những chợ mà có lượng khách hàng vào chợ hàng ngày đông nhất trên địa bàn. Còn tại chợ Non Nước, Ban Quản lý chợ quận Ngũ Hành Sơn đã thực hiện rất khoa học, có hiệu quả việc giám sát giãn cách xã hội ở chợ. Sử dụng phương châm 3 vòng, vòng ngoài tại chốt là có lực lượng chốt chặn thu phiếu, kiểm tra khẩu trang, vòng 2 là lực lượng kiểm soát việc người dân xếp hàng, giãn khoảng cách 2 mét, đo thân nhiệt, rồi mới cho lần lượt vào trong chợ. Còn vòng 3, lực lượng túc trực trong chợ, dùng loa nhắc nhở bà con giãn khoảng cách. Đồng thời nếu tình trạng đông thì sẽ chuyển tin ra lực lượng ngoài, báo cho người dân khoan vào, làm chậm lại lượng người vào chợ. Ở đây mấy bữa nay lộn có vẻ được hơn so với những ngày đầu lộn. Ngày đầu lộn có vẻ tròn lon. Chợ này mà nó cấm cái lẫn đổ hết qua dòng mấy chợ khác là ra nguy hiểm. Mà thấy mấy ngày lộn thấy rất an toàn đó. Chợ là nơi tập trung đông người, khó kiểm soát chung. Với những biện pháp như trên sẽ góp phần đảm bảo an toàn cho người dân và tiểu thương khi trao đổi mua bán, đồng thời hạn chế tối đa việc lây lan dịch bệnh, nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19. Ngay sau khi đáp xuống sân bay Cần Thơ, anh Dương Hán Minh ở thành phố Hồ Chí Minh cùng các công dân trở về từ Macau được đưa đến cơ sở cách ly tại Bạc Liêu. Ban đầu anh Minh còn có chút lo lắng, nhất là cho cô con gái chưa đầy 2 tháng tuổi. Nhưng khi thấy quy trình cách ly y tế được cán bộ, nhân viên thực hiện chặt chẽ, đặc biệt mọi vật chất, nhu yếu phẩm cho cả người lớn và trẻ nhỏ đều được chuẩn bị sẵn sàng, cũng như mọi nhu cầu phát sinh cần thiết luôn được đáp ứng kịp thời, anh Minh đã thực sự an tâm. Ở được vài 4 ngày 5 ngày nay thì tóm lại thì cuộc sống đây rất là tốt, hoàn cảnh môi trường tốt. Thì anh em đây cũng là chu đáo, nhiệt tình. Ăn uống này kia, vệ sinh các thứ, có gì thì hỏi, thì anh em hỗ trợ. Phụ nữ mang thai và trẻ em thường có thể trạng yếu, nguy cơ lây nhiễm cao và mức độ ảnh hưởng nhiều hơn. Do vậy, các thai phụ được bố trí một nơi ở riêng và được thăm khám kỹ càng hơn để đảm bảo cho sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi. Đối với trẻ nhỏ, các bậc phụ huynh cũng được nhân viên quân y hướng dẫn cách phòng dịch như cho trẻ từ 2 tuổi trở lên đeo khẩu trang, rửa tay vệ sinh sạch sẽ, đặc biệt là hạn chế cho trẻ vui chơi và tiếp xúc gần với người khác. Em thấy ở đây thì phục vụ tốt, mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Mấy anh bộ đội rất là nhiệt tình, nói năng thì rất là nhẹ nhàng, tử tế với tụi em, giúp đỡ tụi em rất là nhiều. Cách ly ở đây thì tụi em rất là thoải mái và rất là dễ chịu. Đối với cán bộ, nhân viên tại cơ sở cách ly của tỉnh Bạc Liêu thì mỗi công việc đều đặt hết tình cảm, trách nhiệm và sự cẩn trọng lên hàng đầu. Ở bếp ăn dã chiến này, công việc thường bắt đầu từ 4 giờ sáng. Và câu chuyện thức khuya dậy sớm dường như đã trở thành thói quen của các nhân viên nấu ăn từ nhiều tháng nay. Đặc biệt, công dân cách ly đợt này có nhiều thai phụ và trẻ em thì công việc lại càng đòi hỏi cao hơn. Chúng tôi đã hợp đồng với những cái cơ sở mà cung cấp thực phẩm có uy tín, đảm bảo sao thực phẩm tươi sống. Hàng tuần chúng tôi cũng lên cái thực đơn từng theo yêu cầu nguyện vọng đa số của công dân trong cách ly và phụ nữ mang thai. Trong đó trẻ em thì chúng tôi chú trọng nấu cháo, đảm bảo thêm khẩu phần là sữa để làm sao đảm bảo cho công dân cách ly ăn ngon, đúng đủ tiêu chuẩn, đảm bảo sức khỏe.
Trong suốt thời gian cách ly, đội ngũ phục vụ chính là chỗ dựa trực tiếp, tin cậy của các công dân. Vậy nên, dù có khó khăn, vất vả đến mấy, cán bộ, nhân viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu vẫn luôn nỗ lực nhiều hơn nữa để mang đến sự an tâm và bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Cùng với sự chuẩn bị tốt về mọi mặt, cùng cách phục vụ tận tình, chú đáo sẽ góp phần quan trọng biến những khu cách ly trở thành ngôi nhà chung mà ở đó luôn có sự đoàn kết, yêu thương để cùng với cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh. Xin được chuyển sang một số phản ánh đáng chú ý khác. Trong khi dịch bệnh đang từng bước được kiểm soát thì câu chuyện đảm bảo an toàn dân sinh vẫn hết sức nóng tại các địa phương. Thời gian gần đây thì xuất hiện một doanh nghiệp khai thác cát với quy mô lớn đang tàn phá môi trường sống dọc bờ sông Hồng thuộc địa bàn huyện Bảo Thắng, Lào Cai. Theo phản ánh của khán giả Mạnh Nguyên có số điện thoại 0972, bát số cuối 278 thì trên khúc sông Hồng qua địa phận thôn Tà Hà, mấy năm gần đây xuất hiện một doanh nghiệp khai thác cát với quy mô lớn. Hàng ngày có khoảng 3 đến 4 tàu hút cát hoạt động liên tục. Trong khi đó, chính quyền địa phương tỏ ra thiếu quan tâm trước thực trạng này. Còn những ngày này thì trên tuyến đường giao thông nông thôn hay dọc quốc lộ 1A ở nhiều địa phương của tỉnh Hà Tĩnh, người tham gia giao thông khá bức xúc trước tình trạng người dân vô tư mang rơm rạ, thắp lúa, phơi dọc hành lang trên tuyến đường giao thông. Theo phản ánh của khán giả Nhật Bảo có số điện thoại 0919, ba số cuối 199, thì đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông do ảnh hưởng của việc làm rất thường xuyên của bà con. Cũng tại địa phương này, kinh doanh phế liệu, ngành nghề được xem là góp phần bảo vệ môi trường. Thế nhưng trên thực tế thì lại ngược lại hoàn toàn. Chẳng những gây ô nhiễm môi trường mà những cơ sở thu mua phế liệu còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đây là ghi nhận của khán giả Mạnh Hải có số điện thoại 0979 ba số cuối 678. Trên dọc tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa phận huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, khán giả Mạnh Hải cũng phản ánh một vấn đề đáng chú ý liên quan đến ô nhiễm môi trường tại các địa phương này. Cụ thể, nhiều hộ dân sống tại thôn Đồng Trụ Tây, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh rất bức xúc khi phải sống trong cảnh ô nhiễm do bụi từ cơ sở xây sát vỏ lạc của hợp tác xã tư nhân Nhài Duy gây ra và khiến cho khán giả Mạnh Hải có số điện thoại 0919 ba số cuối 199 thì điều đáng nói là tình trạng này diễn ra gần 10 năm nay. Người dân đã nhiều lần phản ánh lên các chính quyền địa phương nhưng không hiểu vì lý do gì đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Để hiểu rõ hơn, sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tổng hợp này. Kể từ sau khi có hoạt động khai thác cát, đoạn bờ sông phía trên điểm hút cát bắt đầu xuất hiện sói lở, nhất là vào mùa mưa. Tình trạng sụt lở bờ bãi ven sông còn cuốn theo nhiều diện tích cây cối, hoa màu. Riêng năm nay, tuy mới bắt đầu vào mùa mưa lũ, nhưng tình trạng sói lở bờ sông đã diễn ra khá trầm trọng. Diện tích đất trồng màu trên bãi ven sông liên tục sạt lở xuống lòng sông, kéo theo nhiều cây trồng, đặc biệt là diện tích mía của bà con đang kịp phát triển. Bà con cho biết đã phản ánh tình trạng trên lên chính quyền xã nhưng chưa được hồi đáp. Còn đối với doanh nghiệp khai thác thì khẳng định hiện tượng sói lở bờ sông là không phải do việc khai thác cát vì điểm hút cát còn cách khu vực sạt lở vài trăm mét. Mặc dù tình trạng sạt lở vừa mất diện tích đất vừa gây thiệt hại về hoa màu là hiện hữu. Cách ứng xử của chính quyền cơ sở và thái độ thờ ơ của doanh nghiệp như vậy là thiếu trách nhiệm, gây những bức xúc cho nhân dân. Cho dù doanh nghiệp đã được cấp phép, nhưng khi có ý kiến phản ánh từ phía nhân dân, chính quyền cơ sở và cơ quan hữu quan cũng cần kiểm tra, giám sát và đánh giá nghiêm túc về sự biến đổi môi trường trên thực địa. Từ đó có luận cứ để kết luận sự tác động của hoạt động khai thác có thực sự gây ra tình trạng sạt lở hay không, trên cơ sở luận cứ khoa học, tránh gây nên sự bức xúc không đáng có trong nhân dân. Không chỉ trên các tuyến đường lớn mà ở hầu khắp các tuyến đường liên xã, liên thôn cũng phủ kín rơm rạ và thóc lúa. Có nhiều tuyến đường, rơm rạ, thóc lúa tràn ra đến giữa đường. Không những thế, người dân còn dùng cả gạch, đá, bàn ghế, thậm chí gỗ đóng đinh để che chắn khu vực phơi lúa, không cho các phương tiện giao thông đi vào.
Được biết, tình trạng người dân tận dụng đường giao thông làm nơi phơi lúa, phơi rơm là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy vào mức độ nguy hiểm và hậu quả xảy ra, người vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong đó, không sử dụng lòng đường, lề đường để làm sân phơi lúa và các loại nông sản khác, không sử dụng gạch đá, xào vè chắn ngang đường để phơi lúa. Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, các địa phương cần tổ chức tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn không phơi thóc, phơi rơm và các sản phẩm nông nghiệp trên lòng đường giao thông. Không đốt rơm rạ ảnh hưởng đến tầm nhìn người tham gia giao thông, gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân sử dụng lòng đường, vỉa hè trái quy định của pháp luật. Dọc tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn các xã như Kỳ Phong, Kỳ Tiến ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, không khó để tìm thấy những cơ sở thu mua phế liệu khá bề thế nằm dọc tuyến quốc lộ 1A. Tất cả các loại phế liệu từ chai nhựa, lon bia cho đến sắt, nhôm, giấy được tập kết về đây liên tục trên những chiếc xe và sau đó được đưa lên xe tải để xuất tỉnh. Hoạt động này vô cùng nhộn nhịp vào giờ xế chiều. Tuy nhiên, điều đáng nói, cơ sở này thường xuyên lấn chiếm lòng lề đường làm nơi tập kết, trung chuyển phế liệu, gây mất trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 1A. Đặc biệt đây là đoạn đường hẹp mà theo quan sát, hầu như tất cả các địa điểm thu mua phế liệu đều vi phạm về an toàn giao thông. Vỉa hè luôn là khu vực bị các chủ vựa chiếm dụng làm nơi phân loại phế liệu, không chỉ cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ đáng lo ngại hơn là cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chỉ cần quan sát bằng mắt thường cũng có thể dễ dàng nhận thấy nguy cơ này. Ngoài ra, dụng cụ phương tiện phòng cháy chữa cháy được trang bị rất sơ sài, chủ yếu để đối phó với ngành chức năng khi bị kiểm tra. Để giải quyết tình trạng này, các ngành chức năng ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho các chủ hộ kinh doanh, đồng thời xử lý các trường hợp cố tình vi phạm về trật tự an toàn giao thông để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông qua các đoạn đường này. Theo phản ánh của người dân thôn Đồng Trụ Tây, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, thì cơ sở xay sát lạc của hợp tác xã Nhài Duy đi vào hoạt động cách đây gần 10 năm. Từ đó đến nay, hàng chục hộ dân quanh khu vực luôn sống trong cảnh bụi cám hay là vụn vỏ lạc bay vào nhà hành hạ. Những lúc máy xay sát hoạt động, khoảng từ 17 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, bụi cám từ vỏ lạc bay ngập trong không khí, cảm giác đến nghẹt thở. Để giảm bớt tình trạng trên, biện pháp duy nhất của người dân là nhà đóng cửa, mua các tấm bạt về che chắn trước cửa nhà. Được biết, nhiều lần bà con nhân dân sinh sống xung quanh đã phản ánh chính quyền địa phương biết về tình trạng ô nhiễm môi trường. Nhưng mọi chuyện vẫn cũ, bụi mù mịt bám đầy bàn ghế hay thức ăn. Đặc biệt, vào những trận gió lớn, bụi cám vụn vào lạc bay mù mịt. Bụi thì bám vào đồ ăn, thức uống và quần áo, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân, vệ sinh môi trường. Chính quyền địa phương của xã Kỳ Đồng đã nhiều lần đến lập biên bản sự việc, yêu cầu hợp tác xã Nhài Duy ở thôn Đồng Trụ Tây, xã Kỳ Đồng phải có biện pháp hạn chế tình trạng ô nhiễm. Tuy nhiên, do xã thiếu các thiết bị đo xác định mức ô nhiễm nên chưa đủ cơ sở để xử lý, chấm dứt triệt để sự việc này. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng đến với những hình ảnh tổng hợp về các clip đầy thú vị, độc lạ đã được khán giả gửi đến trong tuần. Năm tháng vừa qua thì đàn cá tự nhiên kéo về sông dưới bến sông trước cửa nhà của một hộ dân ở kênh Thần Nông được xem là sự kiện hiếm thấy ở An Giang. Ngày qua thì ngay cả đàn cá này kéo về đông như ngày hội nên công việc nuôi dưỡng cũng mất nhiều công sức khi chủ nhân của nó tự bỏ tiền mua thức ăn nuôi cá và đốt đèn thâu đêm để canh giữ. Đó là nội dung chia sẻ của khán giả Bảo Phúc có số điện thoại 0983, bát số cuối 113 gửi đến chương trình trong tuần vừa qua. Còn tại ấp Duyên Hải, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiền, tỉnh Cà Mau, có một người phụ nữ nhiều năm qua không ngừng bảo tồn và phát triển vườn cỏ của gia đình mình với hàng ngàn con. Theo bà thì có được điều này là nhờ mảnh vườn của gia đình bà đã được thiên nhiên ưu ái, qua đây góp phần mang lại cảnh đẹp cho quê hương và trở thành điểm tham quan, du lịch lý tưởng cho du khách. Hình ảnh thú vị tại vườn cỏ mây đã được khán giả Phan Thu Phương có số điện thoại 0975, bát số cuối 637 cung cấp cho chương trình. Ngay sau đây, kính mời quý vị cùng theo dõi phần clip tổng hợp này. Bến sông vắng lặng ở kinh Thần Nông ngày nào giờ trở thành tâm điểm của người qua kẻ lại dừng chân tìm hiểu nguyên nhân của đàn cá tra bỗng dưng kéo về dày đặc. Cho đến nay, chủ nhân của đàn cá là anh Trần Văn Đặng cũng như người dân ở ấp Phú Quế, xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cũng chưa hiểu vì sao đàn cá lại tìm về bến này
bởi nơi này trước đây vốn là dòng kênh cạn kiệt về nguồn lợi thủy sản. Tháng giêng tháng hai nữa cạn kiệt lắm, mà không biết sao mà bầy cá này đầu tiên thì nó có lợi bầy cá điêu hồng, rồi cháu nó mới nhử cơm cho ăn lai gai, rồi sao mà từ từ cá tra vô càng ngày càng nhiều thì bầy cá điêu hồng mất. Ở đây thì nói chung là kinh cùng nước cạn, mà không biết nguyên do cái nguyên viên cách sao mà bầy cá nó được quy tụ về đây, khi mà ở đây thì coi như là vớn đú rất nhiều, xiết chài lưới cũng nhiều, không có hiểu là như thế nào mà nó quy tụ về rất đông như vậy. Ban đầu là bầy cá diêu hồng vài trăm con, đến hạt cơm thừa của vợ chồng của anh Đặng xuống cầu rửa chén. Sau đó thì đàn cá tra lại tiếp tục xuất hiện. Tính đến nay ước có khoảng từ 7 đến 8 tấn. Đặc biệt trong đó có 7 con cá tra đen không có mắt. Ngư dân bắt cá cho rằng đó là cá bà cậu. Một con cá tra vàng, một con cá màu đỏ và đa số còn lại là cá tra đủ loại từ 100g, 200g, 500g và có con nặng khoảng 1 kg. Mỗi ngày chúng ăn từ 6 đến 7 bao thức ăn, mỗi bao khoảng 25 kg. Ba con cá cha nó vô ngày nó một đông vậy á, nó dơm một ngày một đông á, rồi là mình mua thức ăn về kèm thêm cho ăn, rồi kèm thêm thức ăn mà khi nó nhiều quá rồi thì mà kèm rau muống với tắm. Thì ở đó thì tôi cũng cấm ba cái cây đó để giữ chữ lục bình với giáp chén, rồi đừng có vô với cho cá nó mát nó xuống, chứ thiếu gì bến nó không ở, mà nó ở bến mình chắc cũng có cái được cái may mắn hơn ta. Thì mình cũng để thuận theo tự nhiên đó, là nếu mà nó lớn thì hoài thì mình có nó ở với mình hoài thì mình nuôi hoài vậy. Hiện tại thì anh Đặng đã dùng lục bình dẫn dụ đàn cá và treo biển cảnh báo để khỏi bị đánh bắt. Công việc chăm sóc bảo dưỡng xem ra cũng vất vả hơn khi vợ chồng anh mỗi đêm đốt đèn canh giữ, bởi điểm lành hiếm thấy được gia đình anh Đặng xem là thú vui từ trước đến nay. Hơn 30 năm qua, vợ chồng anh Trần Văn Đặng sống nghề nông, có thói quen ăn chay và hay làm việc từ thiện giúp người nghèo. Theo anh, lần đầu tiên thấy đàn cá tra xuất hiện trên khúc sông rộng khoảng 30 mét, vừa là điều lạ nhưng cũng vừa là duyên lành sau những lời nguyện ước khi nhìn thấy trên truyền hình một người đàn ông ở Châu Đốc đã dẫn dụ cá sông về thành công. Vườn cò của bà Huỳnh Thị Thuẫn đã có hơn 20 năm nay. Với diện tích hơn 10 hectare, hiện nay có hàng chục ngàn cá thể chim trú ngụ tại vườn. Trong đó, nhiều nhất là các loại cò trắng, vạc, công cộc và quý hiếm như điên điển cũng có mặt. Đất lành chim đậu. Nhiều năm nay, gia đình bà Thuẫn quyết tâm hạn chế thấp nhất những tác động đến phần đất của vườn, chăm sóc các tán cây để chim có chỗ về trú ngụ, sinh sản, góp phần bảo vệ vẻ đẹp do thiên nhiên ban tặng. Hiện gia đình đã phát triển thành điểm dừng chân để những ai yêu thiên nhiên có thể tìm đến tham quan, chiêm ngưỡng. Mô hình du lịch sinh thái gắn với vườn cò đang mở ra hướng kinh tế mới cho gia đình bà Thuẫn. Hiện vườn cò của gia đình bà đang được nhiều du khách phương xa tìm đến tham quan, chiêm ngưỡng, cũng là dịp để mọi người tìm hiểu và góp phần bảo tồn những loài chim quý mà thiên nhiên đã ban tặng. Loài này nó sinh sống tự nhiên, con nó đi ăn khắp nẻo chứ không phải là nó ăn ở cái miếng đất nào hết. Nó đi khắp nơi, nó đi ăn chỗ này chỗ kia, nó bay về. Rồi tối nó về đây, nó ngủ, cư ngụ ở đây, rồi có một số là sinh sản ở đây. Thời điểm tham quan lý tưởng nhất tại vườn cò chính là lúc bình minh hay hoàng hôn. Trong không gian xanh bát ngát của rừng đước, với những âm thanh líu lo, từng đàn chim bay đi kiếm ăn và quay trở về tổ ấm, tạo cho du khách cảm giác thơ mộng, bình yên trước bộn bề cuộc sống. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ,
quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904881414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.